Ba Vọng xin được kính chào tất cả các bác. Trên đây là một chiếc đồng hồ số nổi vàng của người Pháp. Và chắc chắn đây là một mẫu đồng hồ mà các bác ưa chuộng rất là nhiều. Chắc chắn có bác đang đợi bên Vang Vọng sưu tầm về giới thiệu nên để các bác gọi điện sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp như trên đây ạ. Đây là một chiếc đồng hồ FFR số nổi vàng, chơi một bản nhạc, và thùng này các bác hay gọi là một chiếc thùng 4 bông. Tại sao gọi là 4 bông? Ở đây em sẽ có là 4 chùm đào ở 4 góc. Góc phần làm cho cái thiết kế của chiếc thùng nó thêm phần cân đối ở 4 góc, 4 chùm quả. Đặc biệt hơn, ở đây là một chiếc thùng vân nu được thiết kế một phần gỗ nu sáng màu được xen giữa để tạo nên điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Còn toàn bộ thiết kế của chiếc đồng hồ đều được thiết kế bằng chất liệu gỗ nu rất là đẹp. Nó có tính đối xứng cực kỳ là cao. Các bác nhìn xem, đây là hai bên đối xứng nhau này. Rất là đẹp. Đối với những chiếc đồng hồ đẹp thì em sẽ không miêu tả nhiều, mà để các bác tự xem và tự nhận xét xem chiếc đồng hồ này có xứng đáng để các bác sưu tầm và treo trong phòng khách của nhà mình hay không. Đây là cái bộ mặt số nổi vàng. Kính này kính cong ngo, tạo độ sâu cho cái bộ số nổi vàng ở bên trong. Một chiếc tay cầm bằng kim loại đã xuống màu, rất là đẹp. Bên dưới sẽ là một phần kính cách điệu vẽ hoa văn vàng để kết hợp với một quả nắp vàng ở bên trong. Bây giờ em sẽ mở bên trong chiếc đồng hồ FFR để các bác được nhìn kỹ hơn về cái vẻ đẹp bên trong của một chiếc đồng hồ nguyên bản của người Pháp. Các bác thấy sao? Từ cái phần kính trên và phần kính dưới đều được thiết kế nẹp rất là chắc chắn. Phần bản nề đây ạ. Và phần nắp gỗ ở bên trong của chiếc đồng hồ nó khô đều màu nhau. Rất là đẹp luôn ạ. Nổi bật nhất vẫn là cái bộ số nổi vàng. Bộ kim này các bác hay gọi là kim mắt ngỗng. Chúng ta sẽ có tên logo thương hiệu đây ạ. Canelon Quest, Canelon Roman FFR. Và bên dưới chúng ta sẽ có thông số, đó là Made in France. Chiếc đồng hồ này nó còn giữ được một số cái giấy tờ của đại lý các bác ạ. Đây là cái ốc chống tường hai bên còn đầy đủ. Khóa gông còn đầy đủ các bác ạ. Một chiếc tay cót zin của thương hiệu FFR thì không thể sai lệch đi đâu được, đúng không các bác? Phần cài đây là phần cài tay lên cót, và phần cài bên ngoài này sẽ là cài phần chuôi quả nắp trong quá trình mà các bác muốn vận chuyển đồng hồ đi đâu. Các đầu ốc này nguyên zin nguyên bản của thương hiệu FFR còn đầy đủ hết. Hai cần khóa chuông nhạc hai bên cũng còn đầy đủ để phụ trách trong việc các bác mà muốn khóa chuông bên nhạc hay là khóa chuông bên giờ. Một quả nắp vàng đây ạ. Mời các bác nhìn tổng thể một chút nữa về vẻ đẹp bên trong của chiếc đồng hồ FFR số vàng. Trên đây thì nó còn nguyên cả cái lớp giấy niêm phong các bác ạ, còn nguyên cái lớp giấy niêm phong ở bên trên đây ạ. 8 gông sẽ có một gông đồng ở bên điểm giờ để tạo nên cái âm thanh cho bên điểm giờ nó trầm. Và là một bộ máy vách đồng các bạn, bộ máy vách đồng rất là đẹp, nguyên bản nguyên zin để các bác sưu tầm yên tâm trong quá trình mình thỏa mãn cái đam mê. Đây là cái thanh bắt chống máy cũng còn đầy đủ. Bây giờ em sẽ thử qua một chút về âm thanh của chiếc đồng hồ FFR số vàng để các bác cùng em được thưởng âm. Các bác thấy sao với âm thanh của chiếc đồng hồ FFR này? Mời các bác quay trở lại một chút với cái phần mặt số. Các bác thấy này, phần mặt số chúng ta sẽ có 3 khuyên vành nội cót, và nó gần như là chưa thấy gọi là
cái vết xước sắc trong quá trình gọi là sử dụng nên cóp. Có thể nói đây là một chiếc đồng hồ gần như là một chiếc đồng hồ được lưu kho, gần như một chiếc đồng hồ lưu kho, chưa có ai sử dụng nên nó cho các bác cái vẻ đẹp tuyệt đối của một chiếc đồng hồ cổ, rất là đáng để các bác sưu tầm. Và những chiếc đồng hồ đẹp như thế này thì em sẽ không có nhiều đâu, mà chỉ có duy nhất một chiếc này thôi, hoặc là một hai chiếc tương tự nữa thôi. Bác nào yêu thích những mẫu đồng hồ thùng bè số nổi vàng thì các bác nên sở hữu chiếc này luôn cho em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.